12. Phẩm hiện hóa. Bấy giờ Bồ Tát Thiện Tư thưa với Thiên Vương Tối Thắng, hóa thân của Phật có thể biến hóa nữa không? Tối Thắng đáp, này đối với việc đó lấy Thế Tôn làm minh chứng, hóa thân của Phật lại có thể hóa làm hằng hà sa số vô lượng hóa thân Phật nữa, với vô lượng hình tượng thần thông để thuyết pháp làm lợi lạc hữu tình. Vì sao? Vì nguyện lực thuở xưa của chư Phật thanh tịnh nên mới được như vậy. Bồ Tát Thiện Tư lại hỏi, Thiên Vương thường thuyết pháp thâm sâu một cách khéo léo. Nếu gọi nguyện lực thuở xưa của Phật thanh tịnh, thì cúi xin Thiên Vương thỉnh thần lực Phật, làm cho bát nhã ba la mật đa thâm sâu tồn tại lâu dài trên thế gian không bao giờ diệt mất. Tối Thắng trả lời, Thiện Tư nên biết, tất cả Như Lai thường cùng nhau hộ trì bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Vì sao? Vì văn tự để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Văn tự này chẳng khởi đầu, chẳng kết thúc, thường không ẩn mất. Ý nghĩa được hiển bày kia cũng chẳng khởi đầu, chẳng kết thúc, thường không ẩn mất. Do đó, bát nhã ba la mật đa thâm sâu của chư Phật cũng không ẩn mất. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, nếu pháp không sanh thì cũng không diệt, tức là giáo lý bí mật của chư Phật. Diệu lý như vậy thì Như Lai ra đời hoặc không ra đời, tánh tướng vẫn yên lặng, gọi là chân như, cũng gọi là pháp giới, còn gọi là thật tế, thuận theo nhân duyên mà chẳng chống trái. Đó là chánh pháp, tánh nó thường trú, vĩnh viễn, không ẩn mất. Bồ Tát Thiện Tư lại hỏi Thiên Vương, còn những người nào thường hộ trì chánh pháp? Tối Thắng đáp, những người nào chẳng trái nghịch tất cả pháp thì có thể hộ trì chánh pháp. Vì sao? Vì chẳng trái chánh lý, thường không tranh luận nên gọi là hộ trì chánh pháp. Thiện Tư lại hỏi, thế nào gọi là chẳng trái chánh lý, thường không tranh luận nên gọi là hộ trì chánh pháp? Tối Thắng đáp, nếu thuận theo văn tự, chẳng trái chánh lý, thường không tranh luận gọi là hộ trì chánh pháp. Vì sao? Vì hàng phàm phu thế gian đều đắm các kiến chấp. Người thuận theo chánh lý, thời thường nói không, vì thế gian cùng họ tranh luận sôi nổi, hàng phàm phu này thì mến chuộng pháp có. Người thuận chánh lý, đối với pháp có lại coi khinh, thế gian nói có thường lạc ngã tịnh. Người thuận chánh lý, nói vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Thế nên thế gian cùng họ khởi lên tranh luận. Những hạng phàm phu thuận dòng thế gian, còn người thuận chánh lý thì nghịch dòng thế gian, vậy nên thế gian cùng họ khởi lên tranh luận. Phàm phu thế gian đắm uẩn xứ giới, người thuận chánh lý hoàn toàn không có sự chấp đắm, do đó thế gian cùng họ tranh luận. Phàm phu thuận theo đời chẳng hành chánh lý, người thuận chánh lý cùng với đời trái nghịch nhau, nên thường không tranh, gọi là hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Thiện Tư lại hỏi Tối Thắng, vậy hôm nay Thiên Vương nên lấy gì? Tối Thắng đáp, Thiện Tư nên biết ngã chẳng lấy ngã, cũng chẳng lấy pháp. Thiện Tư lại hỏi, vì sao chẳng lấy? Tối Thắng đáp, tự tánh ngã là xa lìa, tự tánh của pháp và hữu tình cũng là xa lìa, các sự xa lìa này cũng bất khả đắc. Tự tánh quá khứ là xa lìa, tự tánh vị lai hiện tại cũng là xa lìa, các sự xa lìa này đều bất khả đắc. Tự tánh chư Phật chẳng phải xa lìa, tự tánh chư Phật chẳng phải không xa lìa. Tự tánh của quốc độ chư Phật chẳng phải xa lìa, tự tánh của quốc độ chư Phật chẳng phải không xa lìa. Tự tánh các pháp chẳng phải xa lìa, tự tánh các pháp chẳng phải không xa lìa. Thiện Tư nên biết, hành được như vậy gọi là thuận chánh lý. Không có pháp để lấy, không lấy, mới có thể hộ trì chánh pháp. Bồ Tát Thiện Tư khen Thiên Vương Tối Thắng, hay thay, hay thay, đại sĩ chính là người có thể thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu này, không chấp đấy, không đắm, không văn, không tự, diệt các ý luận, lìa phân biệt và pháp bị phân biệt. Bấy giờ trong chúng có một thiên tử tên là Hiển Đức, từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, trạch y che vai trái, cối phải quỳ chấm đất, chắp tay cung kính thưa với Phật. Bạch Thế Tôn, Thiên Vương Tối Thắng đã nói không có sự phân biệt đó là pháp nào? Phật bảo Hiển Đức, Thiên Vương nên biết, không có phân biệt ấy,